Ngày 13 tháng 7, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam, Ngân hàng Thế giới và Đại học Indiana Hoa Kỳ tổ chức diễn đàn đối thoại phát triển địa phương năm 2021 nhằm thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất những sáng kiến, các giải pháp cho sự phát triển của các địa phương trong điều kiện phải thực thi mục tiêu kép. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, chủ trì diễn đàn đối thoại Diễn đàn được kết nối trực tuyến với 58 điểm cầu trong cả nước. Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Với chủ đề thực thi mục tiêu phát triển trong trạng thái bình thường mới, diễn đàn đối thoại phát triển địa phương năm 2021 diễn ra vào thời điểm năm đầu tiên Việt Nam thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng đặc biệt, tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp cũng đặt ra những thách thức rất lớn cho cả nước và các địa phương trong thực hiện mục tiêu kép, vừa quyết liệt trong phòng chống dịch bệnh, vừa thúc đẩy kinh tế xã hội. Tại diễn đàn với hai chuyên đề chuyển đổi số, quản trị thực thi và tăng trưởng xanh trong trạng thái bình thường mới, các chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo các địa phương đã cùng trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất những sáng kiến, mô hình, giải pháp để phát triển địa phương các ý kiến đều tập trung làm rõ vào một số nội dung cần phải đẩy mạnh như phải nâng cao năng lực quản trị thực thi, biến quyết tâm thành chiến lược chính sách và đưa được chính sách vào đời sống thực tiễn. Các địa phương cần xây dựng hệ thống đánh giá, giám sát khoa học, bài bản, minh bạch việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ, hệ thống thể chế, chính sách, phát triển nhân tố con người nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, đẩy nhanh quá trình tăng trưởng xanh để tạo ra nhiều dư địa phát triển mới, nâng cao khả năng chống chịu